cảm ơn rất nhiều. Lên luôn. Dạ tiền kiếm đi ạ. Cũng có. Cứ từ từ rồi làm gì cũng có. Kính thưa các anh chị, các toàn thể quý con cháu đồng nghệ trong nhà, chúng ta gặp nhau và chúng ta hát với nhau, đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Đề nghị làm như thế này nhé. Hôm nay chúng ta cùng hát chung với nhau một bài. Cái bài này nó cũng dễ hát thôi. Và để những lần sau chúng ta cùng nhau hát. Bài này cái bài đó là bài Nối Kết Tình Thân, nhạc và lời của linh mục Trần Tuấn. Tay ta nối kết tình thân, cười lên ta xóa đi mặt. Nối kết tình thân, nối kết những con tim còn xa vắng. Nối kết tình thân, nối kết nói về phù với cuộc đời. Bài đó đâu nhẹ nhàng vậy thôi. Ba ba chúng ta có thể cùng hát chung với nhau được không ạ? Chị tao ăn đi chứ sao ngồi nhai hoài vậy? Giờ mình cứ quay qua cầm không? Và tôi xin bắt đầu bài hát Nối Kết Tình Thân, nhạc và lời của linh mục Trần Tuấn. Nối kết tình thân,
Xin mời đại diện khách mời ạ. Mời anh Vũ ơi. Anh Vũ ơi. Anh đại diện cho khách mời. Anh có lẽ là sử dụng tiền để giúp. Chị Đào ơi, trực tiếp đó ngay, ăn vừa vừa. để ngay chỗ này là hiểu rồi đó. Dù sao hôm nay dù rồi ok nha, nhưng mà em là người đi, nhưng em đi bên ngoài. Quý khách cũng lần đầu tiên đến tham gia và lần đầu tiên tới đây, quý khách cũng xin chào tất cả các những bà con.